Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một trong những cái thiết bị cực kỳ quan trọng của hệ thống điều hòa không khí. Đó là cái thiết bị gọi là sản xuất nước lạnh trong cái hệ thống chiller các bạn nhé. Hệ thống điều hòa không khí mà sử dụng chiller, chilling. Thì cái chiller là một trong những cái thiết bị cực kỳ quan trọng. Đấy, thì chiller nó là gì và nó hoạt động như thế nào? Thì chiller đơn giản nó là một trong những cái thiết bị mà sản xuất ra nước lạnh. Nó làm lạnh nước để cấp cho cái hệ thống giải nhiệt ở trong nhà, để hệ thống giải nhiệt ở trong nhà nó sẽ bơm cái tải lạnh này vào phòng và tạo ra cái mát, không khí mát trong phòng. Thì về cơ bản chiller này thì nó cũng có gồm như các cái thành phần của nó, như là đối với cái điều hòa hai cục nó cũng có máy nén. Đây các bạn, máy nén của nó đây. Đấy các bạn, máy nén đấy. Nó cũng có máy nén. Đây là hai cái máy nén này. Đây là cái dòng chiller mà giải nhiệt gió của trên. Thì cái dòng chiller giải nhiệt gió thì nó gồm có cái gì? Đấy là hai cái máy nén các bạn nhé. Nó hoạt động dưới hai mạch và hai cái dàn. Dưới này là cái dàn bay hơi. Dàn bay hơi này thì chính là cái dàn mà nó tạo ra cái lạnh đấy. Còn trên này là cái dàn ngưng. Dàn ngưng này nó chính là cái dàn nóng. Nó giống như cái dàn nóng ở cái máy điều hòa hai cục bình thường. Đấy, thế còn cái dàn lạnh này thì nó giống như cái dàn ở trong nhà. Giống như cái dàn trong nhà mà của cái máy điều hòa mà gia đình vẫn sử dụng. Tuy nhiên thì cái dàn lạnh ở trong nhà của cái máy điều hòa không khí ở nhà ấy, thì nó sử dụng một cái quạt đúng không ạ? Để nó thổi cái hơi mát ra cái phòng, làm mát cái phòng. Thì ở cái thằng này, nó cái dàn này, cái dàn lạnh đây các bạn, đây cái dàn lạnh đây, nó cũng có cái hệ thống dàn như vậy, nhưng mà thay vì sử dụng cái quạt thì nó sẽ bơm một cái hệ thống nước qua một cái các cái đường ống mao, và bên cạnh các cái đường ống mao đấy thì nó cho tiếp xúc với cái dàn lạnh đấy, và khi nước bơm qua cái dàn đấy thì từ cái nhiệt độ nước vào nó rơi vào khoảng độ 14 độ. Ở đây nước vào là ở bên dưới này, 14 độ. Và sau khi mà làm lạnh qua hệ thống chiller này thì nó ra một cái nước là 8 độ. Thì cái nước 8 độ này nó sẽ được bơm vào trong các cái thiết bị giải nhiệt ở trong nhà như là ADU, FCU. Đấy. Thì sau khi giải nhiệt trong nhà nó lại quay ngược trở lại đây. Tức là nước 8 độ đúng không ạ? Dùng các cái quạt ở trong nhà thổi các cái dàn đấy, nước quay trở lại đây, lại lên 14 độ. Và lên 14 độ thì thằng này lại làm lạnh xuống. Đấy, cái chu trình nó khép kín như vậy. Nghĩa là nó không khác gì một cái điều hòa cục bộ. Nhưng cái cơ chế giải nhiệt của cái dàn ngưng, à cái dàn bay hơi, xin lỗi các bạn, cái dàn bay hơi nó khác. Là nó dùng nước để nó giải nhiệt, làm cái chất tải lạnh trung gian. Đấy, nó đưa vào trong nhà. Thế còn kia là nó dùng quạt nó thổi thẳng ra. Thế thì nó có mấy loại chiller. Đấy, như ở đây thì chiller cái dàn ngưng này nó được giải nhiệt trực tiếp bằng các cái quạt thổi gió ra. Nghĩa là nóng thì nó sử dụng quạt nó thổi trực tiếp. Thế còn một số cái loại chiller thì nó sử dụng, đó là chiller giải nhiệt nước. Thì giải nhiệt nước nó chính là cái mà dàn nóng này này, nó không thổi trực tiếp bằng quạt mà nó sử dụng nước. Tức là nó sử dụng một cái nước, hệ thống nước, rồi nó bơm qua các cái dàn nóng này, và cái nước là được làm nóng lên ấy, nó lại bơm qua cái tháp giải nhiệt. Vì vậy nó có thêm một cái phần thành phần nữa, đấy là cái tháp giải nhiệt. Và cái tháp giải nhiệt này nó sử dụng nước làm nóng này. Đấy, nó bơm qua một cái các cái cánh tản nhiệt.
Rồi từ cái cánh tải nhiệt nó lại sử dụng các cái quạt, nó thổi ra ngoài trời. Nên là tóm lại là cuối cùng nó cũng vẫn là sử dụng quạt. Đấy là cái hệ thứ hai, nó giải nhiệt nước hở bạn nhé. Và còn một cái loại nữa, đó là cái loại mà giải nhiệt nước nhưng mà lại kín, thì nó cũng giống như này, nhưng nó thay vì là nó dùng các cánh tản nhiệt mà hở thì nước nó lại được bơm qua cái hệ thống cánh tản nhiệt. Nhưng cánh tản nhiệt đấy thì cái hệ thống nước tuần hoàn kín, tức là nó sẽ bơm trong một cái dàn khác, cái dàn trung gian, cái dàn giải nhiệt trung gian đấy. Thì cái hệ thống đấy nó không bị mất nước. Cái hệ thống hở, chiller hở thì nó sẽ bị mất cái lưu lượng nước, do là cái quá trình mà quạt nó thổi, thì với cả nó bị gọi là chảy ra ngoài, rớt ra ngoài, thì cái lưu lượng nước nó mất đi là phải bổ sung thường xuyên. Và cái này cũng khá là nhiều các bạn nhé, không phải là ít nước đâu. Tại vì nước bốc hơi trong không khí mà, cho nên là khi mà như vậy thì khi mà nó giải nhiệt hở như vậy thì cái quạt thổi vào ấy, nó sẽ làm mất một cái lượng nước rất lớn. Đấy, thì cái giải nhiệt kín là nó khắc phục được cái đó. Nhưng mà cái hiệu suất của cái thằng mà chiller giải nhiệt nước nó cao hơn so với cái giải nhiệt gió. Nên tại sao mất nước mà nhiều đơn vị người ta vẫn dùng? Tại vì cái hiệu suất làm lạnh của nó là lớn hơn, và cái ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ bên ngoài là nó nhỏ hơn. Ví dụ như thằng này trời nóng quá là nó chạy không được. Đấy, nó sẽ báo lỗi nhiều hơn là cái thằng kia. Vì cái thằng giải nhiệt kia, giải nhiệt nước kìa, thì nó có khả năng là giải nhiệt ở cái trời mà lạnh, trời ngoài, nhiệt độ ngoài trời quá nóng là tốt hơn nhiều. Đấy, đây các bạn này. Đấy, máy lén nhá. Đấy, chiller thì nó đơn giản là như vậy thôi. Ở đây mình đang dùng con này là đây. Con này là nó rơi vào 170 tôn, 170 tôn lạnh các bạn nhé. Và một tôn lạnh thì nó rơi vào khoảng độ 12.000 BTU. Có nghĩa là một con này nó tương đương với khoảng gần 2 triệu BTU các bạn nhé. Đấy. Đấy, chiller đơn giản nó vậy thôi. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhấn vào đăng ký kênh mình nhé, để khi có cái video mới thì các bạn sẽ là người biết đầu tiên. Đấy, xin cảm ơn các bạn.